Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí, vật tư điện. Hôm nay Hùng xin giới thiệu với anh chị và các bạn biết một cái loại hàng mà hiện tại là phân nhân đang bán, đó là một cái loại hàng nó dùng cho dùng để làm rang, làm tiện rang anh chị các bạn. Đó là loại taro, mà cái taro này nó là taro tay anh chị các bạn nhé. Thì chúng ta đã biết rằng taro thì có hai loại, taro máy và taro tay. Taro máy thì nó một bộ của nó một cây này, anh chị các bạn xem. Hiện tại là bên phân nhân có cấp cái hàng nhãn hiệu Nachi nữa, nhưng mà một cây một bộ, một cây một bộ. Một bộ của nó một cây, đây là taro máy. Taro máy này. Đây là taro máy. Taro này nhãn hiệu Nachi. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu với anh chị biết cái loại hàng này, taro tay hand tap. Hiện tại là phân nhân đang bán cái nhãn hiệu SKC. Cái này là một nhãn hiệu của Nhật và có một cái nhãn hiệu nữa, đó là nhãn hiệu HTD. HTD anh chị các bạn. Thì cái loại taro tay này, hand tap này, nhãn hiệu HKC này thì phân nhân đang bán có những quy cách sau. Hiện tại là một bộ của nó 3 cây từ M3 30 ly á, M3 nhân 0.4, M5 nhân M4 nhân 0.7, M5 nhân cho bước răng của nó 0.8, M6 nhân 1, M8 nhân 1.25, M10 nhân 1.75, M12 nhân 1.75, M14 nhân 2.0, M16, M18, M20, M22. Một bộ của nó là 3 cây, một bộ của nó 3 cây. Nó là 3 cây thì 3 cây nó gồm cái gì? Đó là nó là taro thô này, rồi tinh, rồi nhuyễn, đó, ba cây của nó, một bộ của nó ba cây. Thì có chỉ có mấy anh làm cơ khí mà ảnh mới rành biết là khi mà ảnh nhìn vô cái taro này, ảnh sẽ biết cây nào là thô, cây nào là tinh, cây nào là nhuyễn. Một bộ của nó ba cây hỗ trợ cho nhau. Nó là ba cây trên bộ, made in Japan anh chị các bạn đó, made in Japan này. Cái loại hàng này là SKC, nhãn hiệu của SKC. Nhãn hiệu của SKC 3 cây trên một bộ. Đây là loại hàng mà hiện tại là phân nhân đang bán rất là nhiều khi mà mỗi lần nhắc tới taro tay. Đó là nhãn hiệu của SKC được nhập khẩu vào Việt Nam và được cung cấp rộng rãi. Trong đó phân nhân cũng là một nhà cung cấp cái loại nhãn hiệu này rất là lâu năm rồi. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915886916. Số này cũng là số Zalo, anh chị và các bạn có nhu cầu xin cứ kết nối Zalo và gửi cho chúng tôi thông tin. Chúng tôi sẽ báo giá ngay, đồng thời sẽ ship hàng trong ngày. Bởi vì cái hàng này hiện tại là phân nhân bán rất là lâu năm rồi, nên ra cái lượng hàng tồn mỗi quy cách chúng tôi có rất nhiều và không bao giờ thiếu cái loại hàng này. Phân nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí, vật tư điện. Một công ty đã được đã có mặt nhiều năm ở thị trường và đã được nhiều khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Rất mong quý anh chị và các bạn là những khách hàng mới, những người chưa biết phân nhân, rất mong quý anh chị các bạn cứ liên hệ hỏi giá, đồng thời tương tác với nhân viên, chúng tôi sẽ báo giá ngay, đồng thời sẽ làm việc uy tín và tận tụy. Xin chào và hẹn gặp lại.